Làng Sen, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An, những tên gọi trong một địa danh lịch sử đã từ lâu đi vào tiềm thức của những người dân đất Việt và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới. Chính nơi đây đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người đã trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ và hy sinh, vô cùng cao thượng và đẹp đẽ, là niềm tự hào cho hôm nay và muôn đời con cháu mai sau. Tháng năm về lại Kim Liên quê bác, từ mọi miền quê trong cả nước, cháu con lại trở về quê quần, nơi sinh thành và dưỡng dục nên vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dòng Nam Giang hay khúc ca của rừng, của biển, lời ru của bà mẹ xứ Nghệ, bà mẹ Việt Nam, người mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng nên cậu bé Nguyễn Sinh Cung lớn lên bằng hai bầu sữa nóng, một được chất lọc từ lúa, ngô, khoai, sắn, còn bầu sữa kia là những câu ví dặm quê hương. Năm 11 tuổi, ông Nguyễn Sinh Sắc đổi tên người con út Nguyễn Sinh Cung là Nguyễn Tất Thành,
như gửi gắm niềm tin của những người yêu nước vào tiền đồ một người con xứ Nghệ. Anh Nguyễn Tất Thành lớn lên, quê hương cho anh sức mạnh. Sự nghèo khó bần cùng của người lao động đã thôi thúc anh đi tìm đường cứu nước. Nguyễn Tất Thành chia tay núi Chung, nơi gắn bó tuổi ấu thơ. Anh tạm biệt Hoàng Trù quê mẹ và Làng Sen quê cha. Trên mỗi nẻo đường anh đi, câu hát quê hương, lời mẹ ru vẫn theo người trong mỗi bước xa quê. Sáng nghèo đòi tùy thời, nhân đức hiếu đạo ở đời con đã ghi. Chứ con nhớ tìm nơi bên đâu, mà phải nhớ tìm nơi bên đâu. Hơn nửa thế kỷ người đi xa vẫn nhớ vẹn nguyên câu hò xứ Nghệ, thổn thức từng lời ru của mẹ, cánh cò, cánh vạc, dòng sông. Nửa thế kỷ người đi xa vẫn canh cánh về quê cha đất tổ, cong cong mái đình làng cây đa bến nước là hành trang trong mỗi bước người đi. Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương, người về đây thăm làng chùa quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh, thương đất mẹ nghèo. Đi suốt cuộc đời mới được thăm quê hương, gặp lại tiếng thôi mẹ ngồi dệt vải, gặp lại giọng trầm đêm trăng cha đọc thơ, gặp lại tuổi thơ đi nghe hát nở đỏ đưa.
Dạ thưa bác, cháu mời bác về nhà khách ủy ban ạ. À, chú này, đã lâu tôi mới có dịp về thăm quê. Tôi phải về nhà tôi trước chứ. À, trước đây, đường về nhà tôi theo lối này, có một hàng cây. Sao giờ không thấy? Dạ thưa bác. Này, còn chỗ này, trước đây có một cây ổi ngọt, sai lắm, nay cũng không còn nữa. Dạ thưa bác. Bác hiểu rồi. Thời gian thấp thoát thoi đưa, rồi giặc giã liên miên, vật đổi sao dời, cây ổi không còn cũng phải thôi. Thưa toàn thể bà con, thường tình thì người ta xa nhà, xa quê, đã lâu. Khi trở về thì mừng mừng tủi tủi. Còn tôi thì không buồn, cũng không tủi, mà tôi lại rất vui. Vui là vì trước khi tôi ra đi, nước nhà còn dưới ách thống trị của thực dân phong kiến. Còn bây giờ tôi về thì nhân dân miền Bắc nói chung và nhân dân Nghệ An nói riêng đã là những công dân tự do làm chủ nước nhà. Đó là thay đổi to lớn nhất rồi, có đúng không nào? Dạ thưa bác, đúng rồi ạ. Nào các cô các chú, bây giờ bác hỏi nhé. Các cô các chú có biết ngày xưa tại sao Quang Trung lại cho xây dựng phường Hoàng Trung Đô tại nơi này không ạ? Dạ. Đấy, là vì Vinh, Nghệ Tĩnh là khúc ruột miền Trung, là chiếc đòn gánh hai đầu đất nước. Nhân dân Nghệ An cần cù, thông minh, hiếu học, là vùng đất cách mạng giàu truyền thống yêu nước. Đã có rất nhiều câu thơ nói về truyền thống đấu tranh của nhân dân xứ Nghệ mình. Nào, chú có thể đọc cho bác nghe một câu được không? Dạ thưa bác. Kìa bến thủy đứng đầu dây trước, nọ thanh chương tiếp bước đứng lên. Đó, trường thi bến thủy, Vinh không chỉ là nơi khởi đầu cho cao trào Xô Viết, Nghệ Tĩnh, mà còn là nơi bắt đầu cho sự nghiệp công nghiệp hóa để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Nghệ An và miền Trung. Có phải vậy không nào? Dạ, vâng ạ. Như thế thì Đảng bộ và nhân dân Nghệ An phải quyết tâm xây dựng Nghệ An thành một tỉnh kiểu mẫu trong cả nước. Nào, có quyết tâm không nào? Dạ, có ạ. Bằng xa quê một nơi vĩ nghĩa cả, năm một năm mới trở lại quê. Tôi chào toàn thể bà con, chào các cô, các chú. Lần sau, tôi sẽ về thăm quê hương nhiều lần hơn nữa. Bác ơi! Con đi muôn nẻo đất dài mẹ
Bác về đó như người cha, bác đến từng nhà thăm già hỏi trẻ, gần gũi thân thương từng lời cặn kẽ, vun từ gốc cây ngọn lá mỗi nhành hoa. Nghe câu ví dặm nhớ quê hương, sông Lam in bóng đỉnh non hồng, người đi muôn dặm đường non nước, nhìn núi nhìn sông dạ bâng khuâng. Dạt dào cánh xanh nước mát về đông, chiều dâng mây hồng biển lúa mênh mông, ngọt ngào tiếng ca gạo trắng nước trong nhớ lòng ta. Bác về mặc áo nâu sông, tạt nước gâu dài gâu sông. À ơi, ngày ấy còn đây, làng vẫn còn đây âm thầm nhớ. Bác thương cây lúa cỏ thì đất quê không giọt nước về. Mỗi mòn khát chứa con thơ, tay cầu bác bát nước đung đưa. À ơi, ruộng lúa đã đầy bông, gạo trắng xèo thơm thêm muôn lần nhớ. Bác đi thăm lúa thăm đồng, bác thương hàng con nảy mầm. Sao gọi bạn xa ngân trên cánh đồng quê nặng tình của bác. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành trọn tình cảm của mình cho miền Nam ruột thịt. Miền Nam còn trong máu lửa, không một phút nào bác không nghĩ đến miền Nam. Người gom từ nỗi đau của nhân dân Nam Bộ mà thành nỗi đau của bác. Bác ơi, đời bác muốn chẳng ai phải khóc, nên bác bao lần đã khóc vì miền Nam. Nước mắt bác luyện quê con thành ngọc, cả loài người nhận ngọc gọi lương tâm. Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà, miền Nam mong bác mong.
sinh ra khi nước còn chia cắt. Nỗi nhớ bác răng rặc đêm miên sinh ra khi nước còn chia cắt, nỗi nhớ bác Hồ răng rặc đêm miền Trung. Để sớm nay con đi giữa đoàn quân, trong gió biển chan hòa đi theo dấu chân bác. Đường miền Trung non xanh nước bác tìm đường cứu nước ai hay. Trời miền Trung mưa tuôn nắng cháy, đất quê tôi đưa bác suốt dặm trường, để bây giờ đất gọi mãi nhớ thương. Một buổi chiều năm 1965, bác gặp đoàn anh hùng dũng sĩ miền Nam. Nhìn bác, cả đoàn đều khóc vì sung sướng, vì cảm động, và vây quanh bác như những người con đã xa lâu ngày về quê quần bên cha. Các cháu đi đường có vất vả lắm không? Dạ, thưa bác, không ạ. Mọi người đều khỏe cả chứ? Dạ, chúng cháu đều khỏe cả bác ạ. Để bây giờ bác đoán xem, những ai nào? Cô Kiều, anh hùng Tà Thị Kiều, đúng không nào? Bác ơi. Ê, sao cháu lại khóc? Ra gặp bác, cháu phải vui lên chứ. Còn đây là anh Đành, anh hùng Huỳnh Văn Đành, đúng không nào? Dạ, bác. Ê kìa, sao cháu lại khóc? Anh hùng mà khóc như thế này là không được đâu nhé. Bác. Còn đây là anh hùng Lê Chí Nguyện, đúng không? Dạ thưa bác, là cháu ạ. Còn đây là anh hùng Hồ Vai, đúng không? Dạ thưa bác, là cháu ạ. Còn cháu Trần Thị Lý, anh hùng Trần Thị Lý, hôm nay có mặt ở đây không? Dạ, thưa bác. Bác ơi, cháu Trần Thị Lý đây ạ. Là ai, cô gái hay nàng tiên? Em có tuổi hay không có tuổi? Mái tóc em đây hay là mây là suối? Đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm giông? Thịt da em hay là sắt là đồng? Nào các cháu lại đây, lại ngồi cả xuống đây. Bần trăm công ngàn việc, nhưng bác vẫn nhớ tên từng chiến sĩ ở miền Nam. Chưa một lần được đón bác vào thăm, mà cả miền Nam luôn có người hiện diện. Dẫu
gian khó hiểm nguy nơi chiến trường bom đạn, nhưng vẫn có bác cùng chúng cháu hành ngơ quân. Tình bác sẽ chia muôn triệu tấm lòng, lửa đạn chiến trường ruộng đồng ngô lúa, vách núi Trường Sơn nắng mưa che chở, giao giạt biển Đông con sóng vồ triều lên. Em bé miền Nam mong gặp bác một lần, người dân Tây Nguyên gọi thầm tên của bác, khúc ruột miền Trung vẫn chưa liền câu hát, cả nước đợi chờ thơ bác mỗi xuân sang. Bác ơi! Các cháu có biết không? Miền Nam là thịt của thịt, máu của máu chúng ta. Bác có lỗi với đồng bào miền Nam vì bác chưa vào thăm được. Nhưng hai tiếng miền Nam luôn khắc khoải trong tim. Thêm một người ngã xuống, một đồng chí hy sinh, là bác như mất đi một phần cơ thể đó. Dạ, thưa bác, chúng cháu rất vinh dự khi được đại diện cho toàn thể đồng bào chiến sĩ miền Nam ra thăm bác. Tất cả đồng bào miền Nam, từ già, trẻ, gái, trai, ai ai cũng mong được gặp bác đây ạ. Bác ơi, vậy bao giờ bác vào thăm miền Nam ạ? Dạ, bao giờ bác lại vào thăm miền Nam ạ? Miền Nam đi trước về sau, bác đau hơn cả nỗi đau. Từng đêm bác thức, từng phút từng giây bác chờ tin thắng lợi từ miền Nam đó. Các cháu à, bác ơi, bác có mối tình nào mà thủy chung mà son sắt như tấm lòng của bác nhớ tới đồng bào miền Nam. Bao núi bao sông bấy nghĩa bấy tình, bao núi bao sông bấy nghĩa bấy tình. Ai yêu miền Nam như tấm lòng miền Bắc, có mối tình nào mà thủy chung mà son sắt như tấm lòng một ngày mùa thu tháng 8 năm 1969. Nhân dân cả nước nghe tin Bác Hồ yếu mệt. Triệu con tim như ngừng đập, hồi hộp, lo lắng, dõi theo tin sức khỏe Bác từ sóng phát thanh. Ngày mùng 2 tháng 9 năm 1969,
dòng Lam Giang như ngừng chảy. Trời nước Việt đổ mưa nước mắt, khúc dân ca đắp nghẹn đất Lam Hồng. Trước lúc người đi xa, bác vẫy gọi xung quanh và chỉ mong muốn một điều cuối cùng thật bình dị. Lần đầu tiên bác muốn nghe một câu hò xứ Huế, bởi nước non chia cắt vẫn chưa liền, nơi gắn bó một thời tuổi trẻ, nơi mẹ bác mất, được bà con thành Huế xuôi dòng Hương an táng trên núi Bân thuở bác còn thơ, nơi cha bác mất ở miền Nam giữa hương sen Đồng Tháp trong vòng tay nhân dân Cao Lãnh. Hai nơi đó bác chưa vào thăm được. Bác vẫy gọi xung quanh, bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ, bởi làng sen quê cha, hoàng trù quê mẹ vẫn day dứt trong tim người. Trong cuộc đời răng là nhục thì là vi, chứ thuyền em lên thác xuống gành, nước non là lần thứ ba, bác vẫy gọi xung quanh, bác muốn nghe một đôi làn quan họ. Ôi may sao bỗng có em gái nhỏ bước vào gần bác. Người ơi, người sẽ hát cho bác nghe một đôi làn quan họ rằng người ơi người ở đứng về. Câu hát quê hương là nghĩa là tình, theo chân bác suốt hành trình đất nước. Bác dặn cháu con rằng nguồn
nghe chăng từ chiến trận bảo vệ ta thầm lòng sẽ đến ngày độc lập cả nước vẫn từng giờ từng phút dõi theo từng nhịp tim bạc đập bạn. Bác luôn, các dân tộc Tây Nguyên vẫn mong chờ bác đến, trở lại Sài Gòn mong bác đừng lỗi hẹn, con sông bên nhà rồng vẫn khắc khoải bác ơi, con đảng con dân đang phấn đấu hết mình để giải phóng miền Nam như lòng người mong muốn, cờ đỏ sẽ tung bay giữa bầu trời rực rỡ. Cắn chặt môi hãy nhớ, đừng để cho tiếng nấc động tai người. Bác Hồ vừa chợp mắt ngủ đó thôi. Trên giường bác, ta nghẹn ngào đứng ngắm. Mái tóc bác lẫn với màu gối trắng. Râu bạc thưa cùng bạc trắng một màu. Chúng ta hãy bước nhẹ chân nhẹ nữa. Trăng ơi trăng hãy yên lặng cúi đầu. Trọn cuộc đời bác có ngủ yên đâu. Nay bác ngủ, chúng con canh giấc ngủ. Trên giường bác chúng con không thắp nến, đã có trăng sao ôm ấp quanh người. Bác yêu trăng như yêu một con người. Trong thơ bác, trăng với hoa là bạn. Giao thừa tới từ nay đâu tiếng bác. Chúc đồng bào chiến sĩ dòng ngân vang. Dòng của bác Hồ làm ấm cả không gian. Nghìn thế hệ mai đây còn ấp ủ.